Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử, thì tối hôm nay ngày 8 tháng 2 năm Quý Mão 2023, thì theo truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, ngày hôm nay là ngày vía kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Thái tử Bát Đạt Ca phát tâm xuất gia Phật đạo. Thì các Phật tử chúng ta mong toàn về từ Việt Nam, tới đây chúng ta sẽ đọc bài kinh lịch sử cuộc đời Đức Phật để ôn lại những công hạnh, những tâm nguyện và quá trình độ sanh của ngài thông qua bài kinh này, để người Phật tử coi đó như là một tấm gương sáng ngời để chúng ta học tập theo cái công hạnh của ngài, cũng như là sự quyết tâm quyết chí của ngài trên con đường xuất gia và học đạo tầm sư, cũng như là tu tập rồi chứng quả với cội bồ đề với 49 năm thiên pháp độ sanh với 80 năm trên cuộc đời. Với lý do đó thì chúng ta đọc kinh tổ chức đại vía và kỷ niệm, đồng thời cũng thưa các Phật tử là hôm nay ngày 8 tháng 2 cũng là ngày viên tịch của sư ông là tổ Khai Sơn và tổ Định Hương Tích tại Phú Yên, thì hôm nay cũng kỷ niệm ngày trở về với Phật. Thì tổ Khai Sơn tổ Định Hương Tích chúng ta cũng là trong tông phong thầy cũng như là đệ tử xuất thân từ tổ Định Hương Tích. Giờ phút này nhân dịp là kỷ niệm vía Phật xuất gia thành đạo, thì chúng ta cũng trong buổi lễ này chúng ta cũng hướng vọng về đảnh lễ giác linh của tổ Khai Sơn tổ Định Hương Tích. Sau khi đảnh lễ văn bản xong thì chúng ta sẽ đảnh lễ giác linh của tổ Khai Sơn. Thì trong buổi lễ thì chúng ta sẽ niệm hương đặt Phật, rồi nguyện hương, rồi chúng ta tụng đại bi, rồi sau đó chúng ta đọc kinh cuộc đời Đức Phật. Sau cuộc đời Đức Phật xong thì chúng ta đảnh lễ 12 công đức về cuộc đời Đức Phật, chúng ta đọc cái bài sám kỷ niệm xuất gia của ngài, sau đó mình sẽ hồi hướng công đức dầu này quý vị biết con hướng về để tâm bảo nam mô A Di Đà Phật. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Tôi già thói quen thân đồng.
dưới cây đào thọ hàng phục ba quân.
Oh.
Oh,
Thank you.
chi tiết